Trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh là Hội Thánh tin vào Đức Chúa Trời Cha và tin vào Đức Chúa Trời Mẹ. Hội Thánh được thành lập năm 1964 và trụ sở tổng hội tại Hàn Quốc. Và trong dư luận ngày hôm nay thì nói rằng Hội Thánh đi theo vào Đức Chúa Trời Cha, Đức Trời Mẹ thì bỏ gia đình, bỏ học hành, bỏ nhà cửa và bỏ bê tất cả mọi thứ. Nhưng điều đó dư luận thì bây giờ đang rất là sôi nổi. Nhưng mà trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào Đức Chúa Cha, Đức Chúa Mẹ thì không có dạy về bỏ gia đình. Học sinh viên thì bỏ học, bởi vì trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời luôn luôn dạy dỗ cho người ta sống làm sao. Thứ nhất là tốt trong gia đình trước, thứ hai là tốt trong xã hội. Còn đối với sinh viên thì cần phải học, bởi vì sinh viên đó là nền tảng của đất nước. Và sinh viên đó là một trụ cột để phát triển trong tương lai, thì không thể nào là bỏ học được. Trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì không có nói về sự bỏ bê tất cả mọi thứ mà đi theo đạo đâu, mà đều tập trung về công việc, tín ngưỡng, đó là tâm linh mà hướng cho người ta tốt. Mà bỏ bê mọi thứ, điều đó Hội Thánh không có dạy dỗ về điều đó. Và dư luận ngày hôm nay thì cũng đang công khai tất thải mọi thứ ấy. Nhưng mà theo Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào Đức Chúa Cha, Đức Chúa Mẹ thì không có dạy dỗ và dư luận như vậy. Ngày hôm nay thì khi mà thống kê đối với những người đi theo Hội Thánh Tin Lành ngày hôm nay trên cả toàn Việt Nam mình, thì tất cả những người đi theo Hội Thánh Tin Lành thì cũng không có thờ phượng, bàn thờ, và cũng không có thờ cúng tổ tiên, nhưng cũng có cách khác, tức là cầu nguyện. Chứ không phải chỉ riêng trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Hiệp hội Truyền giáo Tin Lành Thế giới, không có thuộc cúng tổ tiên, nhưng mà tất cả những cái hội thánh ngày hôm nay trên cả toàn thể Việt Nam, những người đi theo tin nhân chứng Jehovah hoặc là những hội thánh khác thì cũng không có thờ cúng ông bà. Nhưng đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì rất là tôn trọng truyền thống của gia đình, tôn trọng tín ngưỡng của người khác, và cũng là tôn trọng với những cái gì mà bố mẹ ông bà là thế này, chứ không phải là về bỏ hết tất cả như thế đó. Thì Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ không có dạy dỗ như vậy. Và những ai mà đã hiểu chưa rõ về nội dung Kinh Thánh thì cần phải hiểu rõ, và để mà sao có chỉnh lý tốt hơn, để cho gia đình, cuộc sống hoặc là xã hội nó mong muốn tốt lành hơn, đẹp đẽ hơn. Chứ riêng Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì không có khuyến cáo, không có dạy dỗ mà phải về đập bàn thờ, đốt nhang bàn hương của ông bà là như vậy. Lễ vừa qua thì xuất phát nguồn gốc tại đất nước Israel, thời kỳ năm 1498 trước Công Nguyên, bởi Môi-se là đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời kêu gọi và dẫn dắt Israel ra khỏi đất Egypto là Ai Cập. Thì người dân Israel đó là giữ lễ vừa qua bằng phương pháp là giết chiên, còn thịt thì ăn huyết bôi trên mài cột. Thì và sau đó trải qua suốt 1500 năm cho đến khi Đức Chúa Giêsu tới, và Đức Chúa Giêsu chính là thực thể của con chiên đó. Và Đức Chúa Giêsu phán rằng Ngài là thực thể cụ lễ, cho nên Đức Chúa Giêsu với biểu hiện rằng Ngài ban cho lễ vượt qua dẫu bới, và Ngài phán là ăn bánh và uống rượu nho, thì biểu tượng cho thịt và huyết của Đức Chúa Giêsu. Và lễ vượt qua thì một năm chỉ có một ngày, mà trong cái lễ vượt qua đó thì có lời hứa, bởi vì Đức Chúa Giêsu phán là ai ăn thịt ta, uống huyết ta thì được sự sống đời đời thông qua lễ vượt qua. Và lễ vượt qua thì được phương pháp cho mình được bình an. Và lễ vượt qua đó thì đã gìn giữ cho thời kỳ các sứ đồ. Và sau khi các sứ đồ đã qua đời thì lễ vượt qua đó đã bị biến chất dần dần trong đế quốc La Mã. Cho đến vào năm 155 thì Hội Thánh phương Tây thì đã không giữ lễ vượt qua đó, mà Hội Thánh phương Đông thì giữ. Đến năm 197 thì hai hiệp hội, Hội Thánh phương Đông và Hội Thánh phương Tây, cho đến vào năm 325 thì theo lịch sử ghi chép là lễ vượt qua đã bị xóa bỏ bởi Hội đồng Nice, bởi chủ trì chính là Hoàng đế Constantine. Và trải qua suốt 1600 năm thì không có một nơi nào giữ lễ vượt qua, cho đến khi lời tiên tri rằng Đức Chúa Giêsu đến lần thứ hai năm 1948, thì tại theo lời tiên tri là đất nước Israel độc lập, thì Đức Chúa Giêsu đã đến lần thứ hai. Bởi vì đất nước Israel độc lập năm 1948, khi họ đã ra khỏi quê hương suốt 1900 năm, và khi họ độc lập lại thì đó là lời cảnh báo, để điềm báo cho thời điểm là Đức Chúa Giêsu đã tái lâm. Khi Ngài đến thì Ngài lại khôi phục cái lễ vượt qua này,
Và lễ vô quang này thì đã được cử hành, bây giờ thì phát triển ra 175 quốc gia trên cả toàn thế giới. Và lễ vô quang thì xuất phát từ đất nước Hàn Quốc, bởi vì theo lời tiên tri rằng Đức Chúa Giêsu đến lần thứ hai tại đất Hàn Quốc. Và lễ vô quang thì cũng đã được rao truyền, được truyền tải đến tại Việt Nam và trong thành phố Hồ Chí Minh và toàn cả nước. Thì khi những người giữ lễ vô quang đó thì họ sẽ hiểu sâu sắc thứ nhất là về tình yêu thương. Vì ý nghĩa của lễ vô quang đó là sự yêu thương. Và lễ vô quang đó là sự mà Đức Chúa Trời ban cho sự bình an. Nhưng mà dư luận ngày hôm nay thì khi mỗi khi ăn cái bánh đó, uống cái nước đỏ đó, thật sự là dư luận thì đã đưa tin như thế. Nhưng mà ban tôn giáo chính phủ cũng đã đưa đến sự kiểm chứng. Và cũng đã đến hội thánh thì cũng đã lấy một là những cái nơi nào mà có giấy. Tại vì những nơi mà ở trong hội thánh mua bột hay là mua nước nho đều có ở trong siêu thị. Siêu thị đó đều kiểm chứng hết, chứ không phải là nước mà giống như là báo chí hoặc là dư luận bây giờ xã hội đã đưa lên, nước màu đỏ đó. Vậy khi họ uống lễ vô quang này thì rất là bình thường, cũng không phải là nổi giật kim phong hay là la làng hay là la hét sùm đâu, mà họ rất là tỉnh táo, rất là bình thường cũng như bao nhiêu người khác thôi. Nhưng mà ý nghĩa lễ vô quang thì một năm chỉ có một ngày, vào ngày 14 tháng 1 thánh lịch Nisan. Đối với hội thánh của Đức Chúa Trời, hiệp hội truyền giáo tin lành thế giới là những người tin vào Đức Chúa Cha, tin vào Đức Chúa Cha Mẹ, thì mỗi một người khi họ theo đạo thì thứ nhất họ phải hiểu, có nghĩa là họ được chia sẻ những nội dung về tại sao là mình tin đạo, và thứ hai là tin ai, tin như thế nào, và tại sao tôi phải tin, và tôi tin rồi tôi hiểu cái gì. Thì tất cả nội dung ấy đã được chia sẻ, và khi đã họ đã được chia sẻ, đã hiểu rồi, thì họ mong muốn là được trở nên là con cái của Đức Chúa Trời. Thì trong hội thánh ở toàn Việt Nam, tức là trong hội thánh của những người tin vào Đức Chúa Cha, Đức Chúa Mẹ, thì không phải là muốn bắt tay ngay đâu, mà muốn khi họ gia nhập vào đạo thì điều quan trọng là có cái mẫu đơn là xin được cử hành là phép bắt tay. Tức là cái người đồng ý đó phải là từ công dân trở lên, tức là người đã được với tư cách là quyền công dân của người Việt Nam. Thì từ 20 tuổi, khi họ đã mong muốn thì đều có mẫu đơn đó ghi là mình đã học nội dung gì, mình đã hiểu như thế nào, và tôi mong muốn chịu phép báo tem tại hội thánh này, và họ ký tên. Tức là cái mẫu đó thì muốn đi vào hội thánh thì không phải ai cũng muốn vào được đâu, mà khi vào rồi thì họ cần phải tự nguyện của mình và mong muốn mình báo tem. Còn dưới 18, 20 tuổi thì đều có mẫu đơn là cha mẹ đồng ý. Khi mà cha mẹ đồng ý rồi đem cái mẫu đơn đó đến hội thánh thì hội thánh mới cử hành làm phép báo tem. Còn nếu mà cha mẹ không cho thì hội thánh không làm. Còn khi mà đã báo tem rồi mà khi về gia đình thì trái ngược với truyền thống gia đình, là trái ngược với tôn giáo khác nhau. Thì có những gia đình thì chưa hiểu rõ. Cái vấn đề ở đây là gia đình cần phải tìm hiểu trước khi mình phê phán, trước khi mình phán đoán một tôn giáo nào đó, thì gia đình mới sẽ tìm hiểu rằng là hội thánh đó sai chỗ nào, hội thánh đó không tốt chỗ nào. Thì khi mình tìm hiểu rồi thì mình mới chia sẻ cho người thân của mình, với này không tốt thì có nghĩa là mình không theo nữa. Thì đó là sự phán đoán chính xác. Như đôi khi là trái với tôn giáo của mình thì đó là sai, cho nên cấm cản là không cho con đi học, không cho con bất cứ đi đâu. Thì lúc đó thì đã làm mang tính chất là gia đình không hiểu nhau. Đương nhiên là chúng ta cần phải tôn trọng để mà nói chuyện với nhau, để hiểu nhau hơn. Khi đã nói tôn trọng hiểu nhau hơn rồi thì gia đình có thể mời ba đi đến nơi tìm hiểu, hay là mời chồng đi đến tìm hiểu, hay mời vợ đi tìm hiểu. Nhưng mà điều khi là gia đình không tìm hiểu thì đã trái với nội dung của mình từ xưa tới giờ, thì điều đó là sai rồi, cho nên đã xảy ra hậu quả. Còn vấn đề là khi đi theo hội thánh thì trong dư luận ngày hôm nay thì rất nhiều người đã suy nghĩ là khi đi hội thánh thì phải gia nhập, phải đóng góp 1/10 trong tất cả những cái trong một tháng của mình thu nhập bao nhiêu, mình trích ra 1/10 đó mình dâng. Thì thật sự ra thì trong hội thánh của Đức Chúa Trời, hiệp hội truyền giáo trên thế giới, trong kinh thánh có ghi chép nội dung đó. Và ngày hôm nay thì không chỉ trong hội thánh của Đức Chúa Trời mà tất cả những tin lành, tất cả những công giáo họ cũng có luật pháp 1/10, họ cũng có luật. Nhưng mà trong hội thánh của Đức Chúa Trời, hiệp hội truyền giáo trên thế giới thì không phải là bắt ép, giống như dù là ngày hôm nay hoặc là báo chí đã đưa, không bắt
ép, và đó là sự tự nguyện. Nhưng mà thật sự là phải cho họ hiểu về trong Kinh Thánh có ghi chép nội dung. Tùy theo mình làm, nếu mình làm thì mình có phước, chứ không phải là mình bắt buộc là một tháng là bao nhiêu tiền, hoặc là dâng bao nhiêu, phải là như thế nào. Thật sự là Hội Thánh không làm như vậy. Trong Hội Thánh thì luôn luôn dạy dỗ, dạy dỗ về cuộc sống. Không chỉ chúng ta có hai cuộc sống phần xác, mà chúng ta có cuộc sống phần linh hồn. Bởi vì đối với những người đi khi đi vào Hội Thánh thì thứ nhất là cuộc sống của họ phần xác. Họ phải chăm sóc gia đình, họ phải lo lấy cuộc sống, họ lấy tương lai. Đó là cuộc sống phần xác, là họ phải là chu toàn. Về cái cuộc sống về phần linh hồn á, thì họ tin vào Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì trong chúng ta hai phần xác và phần hồn mà. Nhưng phần linh hồn đó là khi mình tin vào tín ngưỡng. Thì tất cả mọi tín ngưỡng ngày hôm nay thì mọi nơi cũng không chỉ là dạy dỗ chỉ phần xác đâu, họ có một cái thế giới tâm linh sau này mình sẽ đi. Ví dụ như là có một nơi gọi nói là Niết Bàn, một nơi hoặc là phương Đông Cực Lạc, hay là nước thiên đàng, đó là cái tương lai. Nhưng mà nếu mà đi theo Hội Thánh mà suy nghĩ là cứ viễn vông á, thì đó là không được. Bởi vì sao? Thật sự là mình đang sống về phần xác, mình cũng phải cuộc sống phần xác. Hoặc là tín ngưỡng của mình đó là tín ngưỡng trong tâm, là mình còn phải thờ phượng theo nghi thức mà Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ dạy dỗ cho Kinh Thánh, chứ không phải là cứ đang sống dưới đất mà cứ suy nghĩ là viễn vong ở trên cao hoặc là viễn vong gì nó khác bình thường. Thì hình như là trong Hội Thánh hiểu không có sự ấy, không dạy dỗ về điều đó. Và luôn luôn là bởi vì ai cũng phải là cuộc sống đi làm, và ai cũng phải cuộc sống để mà chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân. Và ngoài cái đó thì đến ngày lễ, bởi vì trong một tuần á, thì chỉ có 4 buổi lễ. Buổi lễ buổi sáng tối thứ ba chỉ 1 tiếng đồng hồ trong đi về, còn buổi lễ ngày thứ bảy là buổi sáng, nếu ai đến buổi sáng đi buổi sáng, đến buổi chiều buổi tối, tại vì có 3 buổi như vậy. Thì bởi vì mỗi người đều có công việc khác nhau, họ đánh buổi nào đi buổi đó, còn tất cả những ngày khác thì đều phải đi làm, đều phải là đi học, đều phải chăm sóc trong cuộc sống để có sự cân đối. Bởi vì trong cuộc sống mà nếu không có sự cân đối thì nó mất thăng bằng đi, mà khi đã mất thăng bằng rồi thì nó sẽ bị nghiêng lệch. Thì trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Hiệp hội Truyền giáo Tin lành thế giới, thì đặc biệt là không phải đi vào đây chữa bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình bị bệnh thì mình đi bệnh viện. Bây giờ nền khoa học mình có rất là phát triển. Nền khoa học mình phát triển, y học mình phát triển. Tất cả những bệnh thì bây giờ các bác sĩ có thể giúp đỡ được. Nhưng mà khi đến Hội Thánh thì là gì? Để mình học lẽ thật. Mình học những lẽ thật, mình để hiểu, để là khi mình hiểu rồi thì mình mới tin vào những lẽ thật. Chứ còn trong Hội Thánh thì không có đưa thông tin về là đến Hội Thánh hãy chữa bệnh đi, thì tuyệt đối Hội Thánh không còn có. Trong Kinh Thánh cũng không có cái Kinh Thánh nào, bài thuốc nào để rằng là tôi sử dụng cái nội dung như vậy để chữa bệnh được, đúng không? Dạ, bởi vì trong Kinh Thánh chỉ có hướng dẫn làm sao mình được bình an, làm sao mình được sự cứu rỗi về phần linh hồn, sự sống đời đời. Chứ không có nói là chữa bệnh. Dạy dỗ khuyến khích cho người khác để dạy chữa bệnh. Nhưng mà như là thông tin đã đưa. Và thứ hai nữa là ngày hôm nay dư luận nói là Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì nhân danh Đức Chúa Trời Cha, nhân danh Đức Chúa Trời Mẹ mà đi bán thuốc chữa bệnh, điều đó tuyệt đối là không còn trên cả toàn Việt Nam. Và chắc em suy nghĩ là cái vấn đề đó là có những người sẽ lợi dụng tôn giáo mà họ để làm kinh tế. Chứ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tin vào Đức Chúa Cha, Đức Chúa Mẹ thì không bao giờ có sự dạy dỗ là hãy đi bán cái này bán cái kia cho người ta và đi uống thuốc chữa bệnh, thì điều đó là sai trái. Hội Thánh không có làm như vậy. Và những người nào mà là lợi dụng như vậy thì họ đang lợi dụng tôn giáo.